Nghe đến cụm từ hiệu ứng cánh bướm, khiến chúng ta liên tưởng đến một điều gì đó thật nhẹ nhàng, bay bổng và có phần yên bình đúng không nào? Tuy nhiên, khi được giải thích về hiệu ứng cánh bướm, bạn sẽ có suy nghĩ hoàn toàn khác. Hiệu ứng cánh bướm thực chất được tìm ra ở thập niên 60 bởi nhà khoa học Edward Lorenz, sau khi ông nhập sai số liệu máy tính để dự báo thời tiết. Sai số của dữ liệu thực ra vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, khi tính toán ra đã cho một kết quả dự báo thời tiết hoàn toàn khác so với dữ liệu ban đầu. Ông phát hiện ra rằng, sự thay đổi dù rất bé này đã làm biến đổi đáng kể mô hình dự báo thời tiết. Toàn bộ khái niệm toán học của hiệu ứng cánh bướm được gói gọn trong câu hỏi: liệu một cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas? Tất nhiên, không có ý nói con bướm có khả năng tạo ra cơn lốc xoáy. Thuyết này cho rằng, việc đập cánh của con bướm là khởi đầu của chuỗi điều kiện như nhiệt độ, tốc độ gió, hợp lại tạo ra cơn lốc xoáy. Theo đó, động năng của một cái đập cánh của con bướm dù rất nhỏ, cùng với vô vàn hoạt động động năng khác cộng lại, có thể làm biến đổi thời tiết toàn trái đất. Ngày nay hiệu ứng cánh bướm không chỉ gói gọn trong ứng dụng toán học và dự báo thời tiết. Nhiều người tin rằng, mọi thứ xảy ra đều có lý do và không có gì ngẫu nhiên cả. Rằng có những điều nhỏ nhoi không đáng lưu tâm, hay chuỗi các sự kiện dường như không quan trọng, cũng tác động đến tương lai chúng ta, có thể thay đổi lớn lao đến lịch sử, và tạo nên vận mệnh mới. Hiệu ứng cánh bướm xét về mặt lý thuyết rất tương đồng với luật nhân quả trong Phật giáo, nhưng khi áp dụng đời sống thực tại lại vô cùng khác nhau. Chỉ cần bạn nhìn theo góc độ quan hệ nhân quả, bạn sẽ hiểu như thế nào là hiệu ứng cánh bướm. Ví dụ như trong cuộc sống, bạn chỉ cần làm một việc tốt nhỏ bé, cũng có thể sẽ mang đến cho bạn những may mắn, hạnh phúc lớn lao sau này. Hoặc như chỉ một hành động nho nhỏ của bạn, cũng đã đủ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người xung quanh, mà ngay chính cả bản thân bạn cũng không nhận ra điều đó. Ví dụ phổ biến nhất thường được viện dẫn để lý giải về hiệu ứng cánh bướm là phát súng định mệnh dẫn đến Thế chiến thứ nhất. Ngày 28 tháng 6 năm 1914, Thái tử nước Áo Franz Ferdinand và Vương phi Sophie đến thăm Sarajevo thuộc Bosnia để kiểm tra quân đội, bất chấp những lời cảnh báo về âm mưu ám sát ông. Khi đó một nhóm cuồng tín người Serbia đã mai phục sẵn, và khi đoàn xe thái tử đi qua, một thanh niên xông ra ném bom về phía xe thái tử. May mắn là trái bom phát nổ phía ngoài xe và khiến hai tùy tùng bị thương. Lẽ ra thái tử nên nhanh chóng quay về khách sạn, nhưng ông nhất quyết đến bệnh viện để thăm người tùy tùng. Thật không may, người tài xế do không quen lộ trình nên đã rẽ nhầm đường và gặp ngay tên Gavrilo Princip, một trong những kẻ tham gia vụ ám sát thái tử. Ngay lập tức, Princip rút súng bắn thẳng thái tử Franz Ferdinand. Hệ quả là đế quốc Áo Hung tuyên chiến với Serbia, dẫn tới việc Đức tuyên chiến với Nga, lôi kéo Bỉ Pháp và Anh tuyên chiến với Đức, và vụ ám sát trên đã châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ nhất. Lý giải theo hiệu ứng cánh bướm, Thế chiến thứ nhất sẽ không bao giờ xảy ra nếu thái tử Ferdinand không bị ám sát, và ông ta sẽ không bị chết nếu tài xế của ông không đi nhầm đường. Từ những hành động tưởng chừng không đáng kể, lại khởi nguồn cho một chuỗi sự kiện to lớn, dẫn đến hậu quả thảm khốc là hàng triệu người đã phải bỏ mạng trong Thế chiến thứ nhất. Phát súng oan nghiệt đã châm ngòi cho Thế chiến thứ nhất, nhưng có một hành động nhân đạo cũng được cho là một trong số vô vàn những động năng dẫn đến Thế chiến thứ hai diễn ra sau đó. Ngày 28 tháng 9 năm 1918, trong một trận giao tranh giữa quân Anh và Đức tại làng Macowing thuộc Pháp, binh nhì Henry Tandy đã nhìn thấy một người lính Đức đang chạy trốn. Henry định nhắm bắn thì nhận ra người lính này bị thương, nên anh đã hạ súng và để người lính này chạy thoát. 20 năm sau, vào năm 1938, trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn Thế chiến thứ hai xảy ra, Thủ tướng Anh thời ấy là Neville Chamberlain đã bay sang Đức để gặp Adolf Hitler. Ông được Adolf Hitler mời tới biệt thự của ông ta tại Bavaria. Tại đây, Thủ tướng Anh nhìn thấy bản sao bức tranh của họa sĩ Fortunino Mattania treo trên tường và hỏi vì sao Hitler lại thích bức vẽ này. Thật bất ngờ, Hitler đã chỉ vào hình vẽ binh nhì Henry Tandy và tiết lộ: "Đó là người lính suýt chút nữa đã bắn tôi." Câu chuyện kinh ngạc đến nỗi khiến nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên, Bảo tàng Green Howard thuộc Anh, nơi sở hữu bức tranh, đã tìm thấy bằng chứng. Đó là lá thư của trợ lý Adolf Hitler viết vào năm 1937. Cảm ơn bảo tàng đã gửi bản sao bức tranh này cho ông ta. Khi được hỏi về hành động tha chết cho Hitler,
Henry Tandy tỏ ra ân hận. Giá như anh không tha mạng cho Hitler thì có lẽ chiến tranh thế giới thứ hai sẽ không xảy ra, và 60 triệu người không phải bỏ mạng oan uổng. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, chỉ cần một hiện tượng với một thay đổi nhỏ của điều kiện ban đầu, có thể dẫn đến những biến đổi to lớn. Hiệu ứng cánh bướm còn được ví von như một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng, hay sai một ly đi một dặm. Nếu xét theo quan niệm tâm linh, hiệu ứng cánh bướm nhấn mạnh sự thận trọng trong suy nghĩ, hành động và lời nói. Bạn cần điều chỉnh lối sống và suy nghĩ của chính mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý không nên tự ti chính bản thân và khả năng của mình. Trong cuộc sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra vào lúc mà chúng ta không ngờ tới. Mọi nhân tố bé nhỏ đều có thể thay đổi thế giới, và cả bạn cũng vậy. Chính vì vậy, bạn không nên xem thường những chi tiết nhỏ bé, vì theo quy luật tự nhiên, cho dù là vật nhỏ bé nhất, nó vẫn luôn nằm trong một thể thống nhất không thể tách rời. Mọi việc mà chúng ta đang làm ở hiện tại, cho dù là công việc nhỏ nhất, thì nó vẫn sẽ luôn tồn tại một ý nghĩa nào đó. Nên bạn hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, vì chính bạn đang góp phần trong việc thay đổi và chuyển hóa đời sống xã hội. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn đăng ký kênh, like và share nếu thấy thú vị.